Vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với okay. Và hôm nay em lại tiếp tục gửi tới quý anh chị một sản phẩm cực kỳ là hot, một mẫu hàng rất là quốc dân. Đó chính là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản xăng đặc biệt, sở hữu cái màu đen. Đấy, và chiếc xe này của em thì còn rất là mới quý anh chị nhé. Đấy, và cái mẫu xe này thì nói chung thì là so với phiên bản thế hệ mới bây giờ ấy, thì đã cắt đi một vài option như hệ thống cửa nóc. Và với cái đời này thì vẫn được trang bị cửa nóc quý anh chị nhé, với bản xăng full, bản xăng đặc biệt. Đấy, và chiếc này của em thì đã được lên thêm một vài món đồ chơi như là hệ thống camera 360 này. Đấy, về cái ngoại thất của chiếc xe thì đã được có thêm một cái bậc bước. Đấy, quý chị nhá, đấy, với hay là những cái phần ốp nẹp mạ chrome bảo vệ phần tay nắm hay là phần nẹp viền ở trên. Đấy, ngay cả ốp phần bình xăng cũng đã được trang bị được. Và với cái phiên bản xăng đặc biệt này thì là đã được trang bị cho quý chị đầy đủ những cái tiện nghi. Đấy, và phía sau chiếc xe thì đã sẽ được trang bị thêm, đó chính là phần cốp điện cho quý anh chị. Đấy, và với Hyundai này có một cái đặc điểm hay, đó chính là mình có thể cài đặt chế độ như là đi gần đến nơi thì cốp sẽ tự động mở. Đấy, về chất chiếc xe thì em đảm bảo tuyệt đối chất về xe quý anh chị rồi. Đấy, đinh tán đâu các máy móc keo chỉ zin. Đấy, chiếc xe rất là đẹp. Sau đây em sẽ mời quý anh chị cùng quan sát về cái nội thất của chiếc xe. Đấy, nội thất của chiếc xe rất là mới quý anh chị nhé. Đấy, những phần keo chỉ, phần cánh đây cũng thế thôi, rất là đẹp, nguyên bản, rất là đẹp luôn. Đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận khi là phần ốp, những phần bậc bước lên xuống đây, đấy, tránh phần xước sát cho chiếc xe. Đấy, ghế chiếc xe hàng ghế thứ hai gần như là không có người sử dụng mấy quý anh chị ạ, 2020, đấy, máy xăng full. Đấy, một cái sản phẩm mà được đánh giá là trong cái phân khúc này thì là cực kỳ là bán chạy, cũng như là cái độ hot của hàng rất là cao rồi. Và với phiên bản đặc biệt này thì sẽ được trang bị cửa sổ nóc toàn cảnh quý chị anh chị nhé. Và với phiên bản đặc biệt này thì quý chị cũng được trang bị thêm hệ thống, đó chính là chìa khóa thông minh mở khóa cửa một chạm. Đấy, rất là tiện nghi. Đây là phần táp ly cánh chiếc xe. Đây, những phần keo chỉ. Đấy, rất là đẹp quý chị ạ. Đấy, và với phiên bản này thì cũng được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện hết rồi. Và với phiên bản này thì Tucson thì khi quý anh chị mình vào số lùi thì hệ thống gương sẽ tự cụp xuống cho quý anh chị. Đấy, rất là tiện nghi. Ghế trước xe rất là mới quý anh chị nhé. Đấy, với chiếc xe này của em mới lăn bánh được hơn 2 vạn km thôi, đều được trang bị ghế chỉnh điện. Và với phiên bản cái đời Tucson này thì sẽ dành cho quý anh chị sẽ có 3 bản. Đấy, đó chính là bản tiêu chuẩn này, 4 bản này, bản đặc biệt này, bản tiêu chuẩn đặc biệt này, bản turbo và bản máy dầu. Đấy, với phiên bản full này thì sẽ được trang bị cho quý anh chị là hệ thống cửa sổ nóc toàn cảnh này, hay là hệ thống phanh điện tử này, và thế hệ mới này cũng được trang bị thêm, đó chính là cái hệ thống cổng sạc không dây. Đấy, cũng như là điều khiển các cái chế độ lái. Và chiếc xe này của em cũng đã được update lên màn hình Android. Đấy, đó là một vài những cái tính năng đã được lên thêm chiếc xe. Và vô lăng chiếc xe thì cũng được đầy đủ trang bị nghe gọi rảnh tay hay là hệ thống ga tự động cruise control. Đấy, sau đây em cùng mời quý anh chị cùng quan sát về cái khoang động cơ của chiếc xe. Và sở hữu cho mình cái khối động cơ là 2.0. Đấy, vận hành cực kỳ là êm ái quý anh chị nhé. Đấy, và đây chiếc xe em vừa mới lấy về xong. Đấy, rất là mộc mạc. Đấy, xe thì em đảm bảo gì đen quý anh chị rồi, quý anh chị mình check test thoải mái. Đấy, đấy là quyền lợi quý anh chị khách hàng khi mua xe tại cửa hàng em, với những quyền lợi khi mình có thể mình đi check test xe mọi nơi, cũng như là bên em cũng vẫn có cái chế độ bảo hành riêng dành cho quý anh chị khách hàng khi mình mua xe tại cửa hàng. Và em xin giới thiệu lại với quý anh chị, trước mắt quý anh chị là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy xăng đặc biệt 2.0, sản xuất 2020, màu đen, biển tỉnh. Đấy, và hiện tại em cũng đang cập bến tiếp một chiếc xe cũng cấu hình như vậy nhưng mà là biển thành phố. Và giá của hai chiếc này đều trên 800 triệu, rất đáng đồng tiền để quý anh chị mình bỏ ra và sở hữu. Và tất cả xe thì em đều cam kết chuẩn chất lượng cũng như là chuẩn pháp lý dành cho quý anh chị. Và quý anh chị khách hàng có quan tâm hay có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm xe cộ như thế nào hay là mua bán trao đổi như nào thì hãy liên hệ trực tiếp với số live trên màn hình để nhận được sự tư vấn cũng như có một cái giá cả tốt nhất. Và em xin cảm ơn quý chị quan tâm và theo dõi.